và tôi thì nói chung là nếu mà tôi không ghét em, tôi không có cái gì mà khác với em thì chắc là tôi cũng chẳng bao giờ tôi yêu em. Mà nếu mà tôi với em mà đừng, miễn là đừng có kẻ thù, đừng phải là kẻ thù của nhau thôi, mà càng ghét nhau thôi đôi khi lại càng tốt. Bởi vì là chúng ta sẽ tìm được cái nghĩa nửa kia của cuộc đời chúng ta. Trong bài hát này tôi muốn kể về cái cuộc tình của tôi và người vợ của tôi. Chỉ có ghét nhau lắm, có nhiều khi bỏ đi 6-7-8 tháng để cho nó hả giận, mà càng đi thì càng nhớ. Cho nên lúc quay trở về thì kết luận được một điều là em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Đó là nội dung của bài. Giờ Thanh Lam thì bài hát này là cũng mong Thanh Lam ước chung mỗi người sẽ là một nửa cuộc đời ráp vào với nhau.
xin chào tạm biệt.